Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại quay cảnh mấy chú khỉ cho các bạn xem ha. Ở trên núi khỉ Vi Ba, ở đây có một con khỉ, nó đang chơi với lại một chiếc gương, nghịch lắm luôn. Không biết lát nữa anh có bẻ gương của anh ta hay không nữa, nhưng mà nó như vậy đó, nó phá lắm. Mà nó rất là thích coi gương, nó soi gương đó, không lật qua lật lại, lật tới lật lui. Nó vậy đó bạn. Đó, bẻ tới bẻ lui, ngắm tới ngắm lui. Nhưng có vẻ con này nó biết đây là chiếc gương. Chứ những cái con mà nhỏ nhỏ đó, nó coi nó thấy cái mặt của nó trong đó mà nó tưởng là ở trong đó có một con khỉ. Cho nên ảnh luôn luôn bóc cái gương, bóc 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 mà bóc không có dính. Bởi vì đó là chiếc gương mà, nên là giờ anh bóc ở ngoài sau chiếc gương nữa. Anh nghĩ là ở trong đó nó có một con, vì anh không biết đó là hình của mình. Ngộ lắm đó, ngắm nghía đó đó, nhìn thấy không các bạn? Đó, anh ngắm hình của anh trong đó đó. Ngộ ngộ à, nghe nói à. Đó, anh sợ bật chiếc xe lật quá bỏ chạy luôn à. Vâng, và đây là một trường hợp khác nha các bạn. Này, anh này cũng nghịch lắm luôn. Để coi coi không biết lát nữa anh có gỡ cái kiến hậu của người ta hay không. Ở đây bị mất kiến hậu nhiều lắm nha. Rồi đón xem coi nó làm sao nha các bạn. Cái con mà ngồi dưới á, nó cũng thích chiếc gương nữa, nhưng mà nó không có dám lên, nó giành. Bởi vì con này nó hơi lớn, con ngồi trên gương nó hơi lớn, thành ra là nó chỉ chơi mình, nó chơi chán rồi nó đi thôi. Còn không thì nó ngồi đó hoài, nó chơi đó hoài, chơi cho tới hết cái video này luôn nha các bạn. Mà không biết là anh có lấy cái gương của anh ta hay không à. Ngồi chơi hoài luôn. Mấy con ngồi ở dưới nó cũng thích lắm, nhưng mà đâu dám lên đâu. Gương đã có chủ. Anh ngắm cái gương bên này chán rồi, anh quay qua ngắm cái gương bên kia cứ vậy ha. Chỗ nào ngắm thuận lợi ngồi dễ chịu là cứ ngồi đó hoài. Các bạn xem, các bạn để ý kỹ con khỉ này nha các bạn. Con khỉ này nó đang bực mình. Tại sao em nói nó là đang bực mình? Bởi vì nó nhìn trong gương nó không biết cái gì ở trong đó, không biết là cái khuôn mặt ở trong gương đó là ai, nó đâu biết đó là nó đâu. Cho nên nó ngồi nó gãi hoài đó, các bạn thấy không, nó gãi hoài, nó gãi đầu gãi cổ. Bây giờ nó bóc hết cái này bóc cái kia, bóc những cái thứ mà nó gần gần cái gương để coi coi cái thằng ở trong đó nó có ở đây không. Rồi nó chụp chụp nó ở ngoài sau cái gương nữa, nhìn nó nhìn nữa, hai mắt nhìn nữa bên đây nữa bên kia, bên kia không thấy gì hết á. Không thấy mà ở trước lại có kỳ thế, mình quên gãi nữa đó, cứ gãi, nó đang bực mình nó gãi hoài luôn đó. Rồi gãi nữa bực cái mình đó, các bạn thấy không, anh bóc 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 sao cái gương thấy không đó. Rồi nhìn nữa, bóc bóc ở những cái thứ rồi gãi nữa. Con người mình á là bực cái mình, còn con khỉ á là ngứa cái mình, thấy cái tình luôn, ngứa cái mình. Không biết cái giống gì nó ở trong đây mà sao nó có một cái con giống y như mình vậy ta. Đó, nhìn nữa, hai mắt nhìn bên đây con, bên kia con, sao không thấy, con bên kia không thấy, con bên này thấy. Ba đời đấy chứ, đó, ngồi ngó xung quanh rồi. Nó đang quan sát, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở chỗ cái tấm gương này. Lạ đời vậy đó. Cãi nữa nè, cãi nữa. Bình thường một con khỉ nó không có gãi nhiều như vậy nha các bạn. Con khỉ bình thường nó không gãi nhiều như vậy đâu. Chỉ có lúc cái con này nó đang bực mình,
nó gãi hoài. Thiệt tình là không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây luôn á. Bực cái bội, nó gãi nữa. Phải gãi, bực mình quá. Đó, hẹn nữa. An toàn rồi các bạn ơi. Anh này anh chơi nhưng mà anh không có bẻ kiến hậu. Coi như là cũng mừng cho chiếc xe này. Rồi, video mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Nhớ nhấn like, comment với lại đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, tạm biệt các bạn.